hạt nêm. Và đây là nước mắm Knorr ngon nguyên bản với 40. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài những cái bí quyết của mình giúp cho bữa cơm nó được ngon. Món thịt rang cháy cạnh với cả tôm nhá. Món này thì bình thường mình làm rất là nhiều và mình cũng có sẽ hay thái lát đúng không? Nhưng mà với nhà mình thì nhà mình hay thái con chì. Mình sẽ xúc với chảo nhiều hơn thì cái mỡ nó ra nhiều và nó sẽ dễ cháy cạnh hơn. Đây, về phần tôm đất này sơ chế thì cũng rất là đơn giản thôi mọi người. Tại vì là nhà mình có bạn tôm như thế này mọi người rang cũng được nha. Hoặc là nếu như là cái loại tôm sù với đầu con tôm này thì nó là cái phần phân nó không sạch. Còn ở cái chỗ hóc hay là bạn bị làm sao đó thôi, các bạn bỏ cái chân tôm này đi. Thì bữa cơm nhà mang ý nghĩa như thế nào, nhưng mà với gia đình mình thì bữa cơm nhà nó rất là quan ít những cái khoảng thời gian mà cả gia đình sum họp lại với nhau mà ai làm việc của người đấy này, hoặc là mỗi người sẽ một chiếc điện thoại này. Đấy, công nhận với mình không là dù các bạn có ăn sơn hào hải vị như thế nào nhưng mà các bạn cũng không thể nào mang cơm nhà một năm 365 ngày, một ngày 3 bữa hoàn toàn có thể. Bữa cơm nhà nó rất là quan trọng mọi người ạ. Phần tôm và thịt thì mình đã sơ chế xong ở đây. Canh chua với một cái thời tiết mùa hè nóng như thế này mà chúng ta có một gia đình mình vẫn hay làm từ những nguyên liệu siêu dễ luôn và bạn Cam bạn ấy rất là mê. Trong mâm cơm ngày hôm nay đó chính là bí đỏ xào. Cả nhà mình thì rất là thích ăn bí đỏ xào, thái miếng mỏng để chúng ta đem đi xào với cả tỏi thôi. Cái này thì quá là đơn giản, là bọn mình thường để lửa vừa thôi, sau đó thì cho một xíu nước vào để các bạn cứ nặn cái vỏ bí đỏ rất là nhanh và rất là tiện thôi. Nữa, sau khi bạn đảo ở lửa lớn thì thịt này nó sẽ ra dầu ra mỡ luôn. Khi các bạn nhìn thấy thịt đã chuyển gia vị gì cả để cho phần thịt với cả phần tôm này nó được săn. Khi mà tôm với cả thịt thì đã săn rồi thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu cho các loại gia vị để cho áo đều cái phần tôm với cả thịt này nhá. Giờ thì mình sẽ cho nước mắm. Món thịt rang cháy cạnh ấy thì nước mắm chính là cái nguyên liệu chính giúp cho món ăn tạo sẽ lên được cái màu nó rất là chuẩn đẹp. Phần sốt nước mắm ấy nó sẽ áo đều bên ngoài là đẹp mà rất là thơm với cả sợi mùi luôn. Cắt khúc và cho vào nhiều một chút. Chúng ta sẽ đảo đều lên. Ở nhà mình có bạn Cam ấy cho nên là mình không rắc tiêu ở bước này, các bạn cho thêm một chút tiêu sức. Giờ thì mình sẽ đi xào bí đỏ. Mình sẽ xào bí đỏ bằng mỡ lên nhá. Chút nữa chúng ta để lửa vừa và để cho bí chín từ từ nhá. Cái miếng bí của chúng ta nó vừa chín nhưng mà nó lại không bị nát. Nên đâu các bạn sẽ cho cà chua vào xào cùng với cả thịt nhá. Các bạn sẽ đổ nước vào và chúng ta sẽ nấu. Mình sẽ làm chua bằng me mọi người nhé. Các bạn sẽ cho cái phần cốt me này vào. Nhiều cái nguyên liệu để chúng ta có thể nấu được món canh chua thịt này. Để cho đậu nó được giòn và nó không bị ngấm dầu vào bên trong miếng đậu nhé. Các bạn muốn ăn giòn nhiều hay giòn ít nhá. Nếu mà các bạn muốn ăn dạng lướt ván ấy, thích ăn đậu chiên giòn cho nên là mình sẽ chiên kỹ một chút. Đồ ngấm vào trong miếng đậu rồi các bạn lại phải thêm dầu vào. Chính vì thế mà lúc ăn miếng đậu cảm giác thì là 3 thìa nước mắm nhá. Các bạn sẽ cho theo tỷ lệ là 1 nước nữa. Buộc các bạn phải sắt rất rất là nhỏ với cả mỏng nhá. Thì khi mà nhúng đậu vào để cho phần hành này nó được chín. Đó, như vậy là chúng ta đã xong một miếng đậu. Nguyên bản 43 độ đạm này là các bạn biết đấy là chỉ có 43 độ đạm thôi được. Đấy, cho nên là khi mà làm cái món đậu tầm hành này nó không bị quá là mặn ấy, mọi người sẽ rất là. Đậu này, các bạn đậu ấy hả? Ok, thịt rang nữa ấy hả? Cảm giác đưa cơm hơn rất là nhiều. Mà các bạn chấm với cả đồ ăn hay là các bạn chiên xào nấu này thì nó rất là ngon. Đậm đà luôn, áo ở bên ngoài các bạn thấy không, là chỉ có đúng hai loại gia vị thôi, là nước mắm với cả. Rồi, như vậy là ngày hôm nay thì mình đã quay xong luôn là quan trọng. Và quan trọng như thế nào thì mình cũng đã chia sẻ rồi đúng không nào. Hy vọng du học xa không cùng ở với cả gia đình thì cũng có thể làm những cái món ăn quen thuộc như thế này rất là nhiều. Bye bye.